Rồi hello, xin chào các bạn nha. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video mới của mình. Thì giống như tiêu đề á, thì hôm nay mình sẽ vệ sinh sân ha các bạn. Đây là tình trạng chiếc cộng vệ sinh của mình, là khoảng 2 tuần rồi mình về quê á, mình để ở trên đây nên rất là dơ. Mình không có thời gian để rửa luôn. Nó bỏ phế 2 tuần nay ha. Thì đây là sợi sơn của mình nha các bạn. Đó. Đó các bạn thấy không? Tình trạng dây sơn rất là dơ luôn. Đó. Tình trạng cộng sơn hiện tại bây giờ là rất là dơ nha các bạn. Bụi nè, rồi mọi thứ IS50. Đó, những cái này đó tạo thành cộng dây sơn như thế này thì các bạn phải vệ sinh thật là sạch sẽ nha, chứ để như vậy thì đi rất là hại cho bộ nhông sơn dĩa. Đó, dĩa rồi dây sơn nó cũng rất là dễ dùng, nó đi rất là khó chịu, không có được mượt mà nha các bạn. Đó, thì sản phẩm hôm nay thì mình sử dụng là chiếc blade chai này nha các bạn, cleaner. Đó, sản phẩm rửa thắng và xích ha. Thì chai này mình mua ở cái chỗ bạn Vương á, Vương Motoke á, thì 120.000 thôi. Xài cũng rất là lâu nha các bạn. Ở hôm nay mình xài cũng rất là nhiều luôn. Nhưng 450ml nè, nhưng mà chưa hết. Thì mà sau một thời gian mà mình sử dụng cái chai này mình thấy là cực kỳ hay nha. Nó rửa ngon hơn cái chai IX69 rất là nhiều. Chai đó thì rất là mắc tiền nhưng mà xài nó mình sử dụng á, nó không có hiệu quả, nó vẫn còn cái bám bụi như cái lần trước mà mình bốc phốt nha các bạn. Thì mình đã chuyển qua sử dụng cái chai này, mình thấy rất là hiệu quả luôn. Đó, rồi mà các bạn cùng mình vệ sinh cái cộng sơn này như thế nào nha. Rồi như các bạn thấy thì mình sẽ dựng chống đứng chiếc xe mình lên ha. Đó. Rồi trước hết là mình sử dụng cái chai này ha, mình xịt ở khoảng trống giữa cái bánh xe ở đây nha, mình không có xịt trên đây. Đấy, thì mình sẽ xịt sơ qua một lần, xong rồi mình sẽ dùng cái bàn chải này mình chà nha các bạn. Đó, mình sử dụng bàn chải này mình chà xong mình sẽ dội nước lại, nó sẽ rất là sạch luôn. Đây là cái phần mà dĩa của mình ha. Xịt một lượng ít thôi, nó không còn nhiều đâu. Đó. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể mở cái nhông trong đây ra nha. Đó. Mình rửa luôn, thì mình có rửa ở trong đây ha, nên bây giờ mình không còn tháo đâu. Đó, rồi ok. Đó, một lượng nước ít thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng nước mình xối một lần nha các bạn.
Rồi, như các bạn thấy thì mình vừa mới dội sơ qua sợi sơn nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại sợi sơn của mình nè. Ok không? Tại vì mình không có ở nhà, rửa nhà nó không có cái vòi mà xịt áp áp suất lớn á các bạn. Nếu mà các bạn ở nhà mà có cái bình xịt mà áp suất lớn thì các bạn xịt rất là sạch luôn. Đó. Đó các bạn thấy không? Cực kỳ đã luôn. Như lúc trước mình sử dụng cái chai IS69 á, IS69 rất là dở vì xịt không có nào mà rửa sạch hết cái sợi sơn này nha. Cái đây là mình chỉ mới dội qua nước sơ thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vệ sinh bằng xà phòng nữa nha. Nước rửa chén hoặc xà phòng nữa thì sợi sơn nó sẽ rất là sạch luôn. Đó, các bạn thấy không? Hello các bạn, thì mình cũng vừa vệ sinh xong cái sơn của mình nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dưỡng sơn bằng cái IX50 này ha. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.